Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, chữa viêm họng tại nhà bằng mẹo dân gian hiện đang là xu hướng được nhiều người bệnh áp dụng. Bởi những phương pháp này không quá phức tạp, dễ dàng thực hiện tại nhà với những nguyên liệu đơn giản, đặc biệt là không gây tác dụng phụ khiến cơ thể mệt mỏi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách chữa viêm họng tại nhà bằng mật ong. Theo y học hiện đại, mật ong không chỉ có tác dụng tăng cường sức đề kháng mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và khả năng chống nấm hiệu quả. Trong quan niệm của Đông y, mật ong có tính bình, vị ngọt thanh, là thành phần trong nhiều bài thuốc dân gian chữa ho, viêm họng. Nguyên nhân là do nó có tác dụng bổ phế, kháng viêm, chỉ thống, giải độc hiệu quả. Vậy cách làm và áp dụng của hai cách này như thế nào thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình đến ngay với cách 1 nhé! Đến với cách 1 thì nguyên liệu của chúng ta bao gồm 300ml nước lọc ấm, 1 quả chanh, mật ong nguyên chất. Giờ các bạn cắt chanh và vắt lấy nước cốt. Bây giờ với 300ml nước lọc như thế này thì các bạn cho vào 2 muỗng cà phê mật ong. Với nước cốt chanh thì cho vào 1 muỗng cà phê, sau đó các bạn khuấy đều lên nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn xong và đây là cốc hỗn hợp dùng để chữa đau họng của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Với cốc hỗn hợp này thì một ngày các bạn sẽ uống 2 lần vào sáng và tối, đều trước bữa ăn tầm 30 phút. Lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng nước ấm để pha rồi uống nhé. Các bạn không nên dùng nước lạnh. Để có hiệu quả cao và nhanh thì chúng ta cần phải áp dụng hàng ngày nhé. Không nên làm nhiều để dự trữ. Các bạn làm xong và sử dụng luôn nhé. Giờ không để các bạn đợi lâu, hãy cùng mình sang ngay với cách 2. Đến với cách 2 thì nguyên liệu của chúng ta bao gồm 2 tép tỏi, mật ong nguyên chất. Giờ với tỏi thì các bạn loại bỏ vỏ, sau đó thái lát ra. Dùng một cái bát, sau đó các bạn cho hết tỏi thái lát vào. Với mật ong thì các bạn đổ vào sao cho lượng mật ong nhiều hơn tỏi một chút là được. Bây giờ dùng một cái bếp và một cái nồi có sẵn một chút nước lọc như thế này, sau đó các bạn cho bát hỗn hợp vào. Đậy vung lại, bật bếp lên. Chúng ta sẽ đun cách thủy như thế này tầm 10 phút các bạn nhé. Như vậy mình đã đun được 10 phút, giờ mình tắt bếp mở ra đợi cho nguội bớt đi. Và như thế là chúng ta đã xong và đây là bát hỗn hợp mật ong tỏi chữa đau họng của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Mỗi ngày các bạn sẽ ngậm 1 đến 2 lần và mỗi lần là một thìa cà phê bao gồm cả mật ong và tỏi. Các bạn ngậm tầm 10 tới 15 phút, sau đó từ từ nuốt hết cả tỏi và mật ong.
Để có hiệu quả cao và nhanh nhất thì chúng ta sẽ áp dụng thường xuyên các bạn nhé. Nếu không dùng hết, các bạn có thể đậy kín, sau đó mỗi lần trước khi sử dụng, các bạn có thể hấp ở nồi cơm. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn hai cách chữa viêm họng tại nhà bằng mật ong. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.